Rồi ok anh em. Thì con này ngồi rất là thoải mái, đi lại rất là ok. Và cái nón bảo hiểm mình đang đội nè. Ây da, mình phải chỉnh cái mic lại mới nói được. Ok anh em. Rồi ok anh em, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Baker. Rồi thì hôm nay là Minh đem đến cho anh em một cặp gọi là Rebel 300, giá rất là hợp lý để anh em chơi luôn, và xe đẹp, xe can, đồ chơi nhiều luôn. À, con bên đây là biển số thành phố, con màu xám, biển số 59A3. Đó, giá của nó sẽ là 89 triệu nha anh em. Mà đặc biệt con này rất là có rất là nhiều cái hay luôn. Còn con bên đây biển số 66 Sades, xe mới luôn, cái bình xăng cực kỳ can luôn. Nói chung là mới lắm, nhìn ở ngoài mới lắm. 85 triệu cho anh em luôn. Đó, này là bán giá thu luôn cho anh em rồi đó. Bán thấp luôn cho anh em để cả anh em có cái xe để anh em chơi. Rồi, bây giờ anh em vào ngắm chi tiết, rồi mình sẽ vào cái phần giới thiệu chi tiết con xe cho anh em xem. Rồi anh em thấy tôi là có bụi có ngầu không? Thì điều đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho anh em cái con biển số thành phố này trước ha. Biển số thành phố Hồ Chí Minh. Con này có một cái đặc biệt nè anh em, đồ chơi rất là nhiều và bảo trì bảo dưỡng đầy đủ luôn nha anh em. Motul 300V nhất xịn đó anh em. Đó. Còn cái con bên đây thì mình chính tay mình thay cho nó hai bình Repsol, một bình rưỡi lộn hoài, một lít rưỡi. Con này dung tích nó chỉ có một lít rưỡi thôi. Đó là hai con toàn bộ về chỉ có chạy thôi, không có cần làm bất cứ gì nữa. Rồi tiếp theo là con này đã lên bộ smart 4 triệu mấy nè anh em. Đây smart key của nó đây, con biển số thành phố đây đã lên smart key đó. Khi mình mở lên nè, đó mình bấm smart key nè, đó bấm vô đây tạch rồi lên thôi đó, nó an toàn hơn là khỏi khó bị mất trộm. Và cái con này thì anh em biết rồi, Honda Rebel nó sản xuất vào năm 2018-2019. Nó 2018-2019 thì rất là bền và tiết kiệm xăng. Xăng của nó tiêu hao tầm 30 mấy cây một lít. Một cái điểm của nó là em quay gần tới đây cho anh em xem nè. Đây là cái đồng hồ tuy một chút cổ điển mà lại là một chút cổ điển và một chút gọi là hiện đại, vì nó đồng hồ điện tử báo xăng, nó không có báo số nha anh em, nhưng mà anh em đi một thời gian là anh em sẽ quen xe. Rồi tiếp theo là con xe này nó có gì. À, con xe này còn một bộ chống đổ y chang như con bên kia nha anh em, một bộ chống đổ y chang. Chủ xe sẽ đem qua cho Minh sau ngày hôm nay, đem xe Minh gắt bộ chống đổ và bảo vệ các nước đầy đủ nha anh em. Rồi con này có cái gì gọi là cái gì giá đỡ điện thoại. Giá đỡ điện thoại. Rồi dung tích bình xăng của con này thì nó tầm 11 lít đó anh em. Anh em đổ đầy bình là anh em đi phượt là thôi, khỏi chê luôn. Đó, rồi cái xe này nó có cái bao ga nè, để mình để đồ, để điện thoại nè. Rất là xịn luôn nè, em coi nè. Ở đây mình có thể để chìa khóa ha, nhét chìa khóa vô. Đó. Và ở đây có thể để tập sách hay là cái gì đó. Cái này đồ chơi có sẵn. Và khóa cổ con này để chỉ anh em. Con này là khóa cổ là nằm ở đây. Ở đây, thấy chưa anh em. Khóa cổ lại, đó. Rồi rút ra. Đó, rồi khóa cổ là nằm ở bên đó. Còn chìa khóa là nằm ở đây. À, và cái yên này ngồi rất là thoải mái. À, cái này có thể người ta lên sẵn cái đồ để đồ cho anh em rồi nè. Lên sẵn cái đồ để đồ cho anh em. Ở đây là anh em để đồ nè. Ở đây là dựa nè. Quê, người mẫu đâu rồi? Người mẫu Zenit. Zenit XXX. Ngồi đây nè. Khi mà anh em đi xa rất là thoải mái luôn. Cái con này đi trong thành phố cực kỳ êm và thoải mái. Em ngồi lên phía sau đi. Đó. Khi mà anh em có gọi là có ghế đó,
anh thích em ghệ miền Tây hay là gì đó đó, là chở đi rất là ngầu đó, ngồi rất kiểu dáng nó sẽ như thế này. À, ngồi cái xe này được cái là có cái đồ dựa nha anh em, có cái đồ dựa rất là thoải mái. Con này có đèn hazard nè, đó cho anh em bật ưu tiên nè. Em quay được thấy cái ưu tiên không ta, thấy không, trong clip nhìn thấy không, thấy đúng không? Rồi ok đó, cái đèn ưu tiên nè. Rồi cho anh em nghe tiếng máy nè ha. Xe này thì ABS trước sau là anh em khỏi bàn ha. Rồi tiếng máy nè, 300 tiếng máy rất là hay. À, rồi thì nó chỉ vậy thôi. Mã lực của nó là tầm 20, mình theo nhớ là 27 phẩy mấy mã lực đó, 27 phẩy mấy mã lực. Đó, công tắc khẩn cấp, trên đây là công tắc khẩn cấp nè. Khi mình dừng đèn đỏ hay là gì là mình tắt máy, khỏi cần tắt chìa khóa. Rồi cảm ơn em. À, con này thấp lắm nha, con này chiều cao yên rất là thấp. Nhưng mà chiều thấp thấp á, có thể ngồi rất là thoải mái. Đó, 1m6 ngồi là vô tư luôn. Ngồi chạy là thôi, wow. Ở đây thì nó có một cái gọi là để cho anh em chở thùng sẵn này, đủ đồ chơi sẵn hết luôn rồi đó. Ok luôn, vậy đó giá hợp lý luôn, 89 triệu một con xe này là quá ok rồi. Ô đo chỉ có mấy ngàn thôi. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ qua con kia. Cảm ơn em nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua, mình tắt con này nha. Rồi mình sẽ qua cái con này. Con này biển số Sadec 66 nè, anh em ở tỉnh mua rất là ok, 85 triệu cho một con xe. Đã thay nhớt rồi toàn bộ nha anh em, xe mới luôn á. Toàn bộ là nó là chỉ về chỉ chạy thôi, không cần làm bất cứ cái gì. Anh em qua test bên test xe thoải mái. Rồi thì cái con này thì cái chìa khóa nó là vẫn zin. Nó lên một cái ốp đầu của Thái Lan. Nó xe này nhập Thái nha anh em. Cái này là ốp của Thái Lan nè. Chính mình đã mua nhập cái này về cho chủ xe chơi nha. Ốp đầu Thái Lan là cái bộ chống đổ, chống đổ rất là chắc. Con kia vẫn có chống đổ như này. Đó rồi, quay cho anh em thấy cái độ mới của cái bình xăng của nó em. Mới lắm anh em. Cái này anh em muốn đổ màu đen hay màu gì anh em có chỉ cần dán thôi nha anh em. Dán là được nha anh em. Dán luôn là được. Thì con này thì khóa zin của nó này, là khóa này nè. Đó mở nè, thấy chưa, khóa zin nó nè. Đó mở vậy thôi. Đó rồi tắt nè, để mình rút qua khóa cổ thì nằm đây. Thì hai con cơ bản giống nhau mà, nằm đây đó, đó thấy chưa này. Rồi rút ra thôi. Đó mọi thứ đều mới rất là cao. Rồi con này thôi, con này nhìn nó như Ducati. Con này thì odo của nó là 10 ngàn, odo 10 ngàn. Rồi quan trọng mà anh em đi coi xe á, anh em phải coi là cái chất xe nó như thế nào, thấy không, như con này là cực kỳ mới luôn. Con mấy những con 300 này á anh em, là những anh em có thể gọi là sao, là có ABS trước sau đi rất là an toàn, đi rất là ok nha anh em. Thắng rất là nhẹ, con rất là nhẹ nè anh em. Nó nồi rất là còn bốc lắm, rất là bốc luôn. Để mình nổ máy cho anh em coi con này. Anh em nào muốn tiết kiệm á thì mua những con này đi thì thôi. Nhất luôn, nhất lắm rồi. Đó. Về chỉ chạy thôi nha anh em. Con này là chính tay Minh thay nhớt cho nó nè. Còn con kia là lính Minh thay á. Con nào cũng có lịch sử hết. Mua xe cũ, cái quan trọng nhất của anh em đó là lịch sử. Lịch sử xe, biết được chủ xe chăm xe như thế nào, mình về mình dễ chơi lắm. Đó, còn mua xe cũ mà anh em cứ cắm đầu anh em mua, anh em không biết gì hết thì thôi bó tay luôn á. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip. Đó là clip mà Minh nói về hai cái em này, Vbel 300 này. Đó, thì anh em nào thích mua thì cứ liên hệ số điện thoại cho Minh. Đó là 0916640653 và xem xe trực tiếp tại nhà Minh. Địa chỉ 25 lô xe Lý Quy Hoàng, phường 16. Anh em qua anh em có thể test xe tận nhà luôn nha. Bao xe rọi luôn, anh em thích soi gì soi. Thoải mái lên anh em. Đó, rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Và những anh em mua xe thì vui lòng gọi cho mình một cái cuộc gọi thôi. Tại nhiều khi là Zalo nó bị trôi tin nhắn, chết được bao nhiêu tin nhắn mình sẽ chết, thì anh em hiểu vào cái yếu tố công việc của mình. Mình đăng YouTube thì mình có tiếng thì mọi người sẽ nhắn tin rất là nhiều, sẽ có nhiều người đã bị trôi tin, chứ không phải là mình khinh người hay là này nọ anh em đâu. Nó sẽ có rất là quý anh em luôn. Những anh em qua chơi với mình rồi anh em sẽ biết rất là vui vẻ, anh em nói chuyện rất là vui. Đúng rồi, hay. Đó. Thì bây giờ thì vậy thôi đó, thì clip xe vậy thôi, xe đẹp quá rồi thì nói gì nữa, bảo trì bảo dưỡng đầy đủ luôn, lý lịch rõ ràng luôn. Thì anh em cứ mua thì cứ liên hệ cho mình thôi. Rồi nhớ đăng ký kênh nha anh em, để mình phát triển kênh hơn nữa.
Thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm thực tế cái con xe này cho anh em thấy nó chạy ngoài đường sẽ như thế nào, cái dáng ngồi như thế nào. Nó rất là thoải mái. Camera chạy chậm lên để nói chuyện coi, chạy chậm lại. Tôi ký đầu rồi bây giờ. Chạy chậm lại để nói chuyện. Chạy nhanh quá chạy không kịp. Rồi ok anh em. Thì con này ngồi rất là thoải mái, đi lại rất là ok. Và cái nón bảo hiểm mình đang đội nè thì mình có bán luôn nha anh em, chỉ có với 400 ngàn thôi. Thì anh em sẽ có cái nón bảo hiểm đi rất là chất, đi trong thành phố rất là ok đó. Nón bảo hiểm mình với lại Genis đội là có bán nha anh em. Và hôm nay mời được Genis á thì mình cho Genis ngồi phía sau luôn, để cho anh em biết là ngồi con xe này người sau ngồi như thế nào nó sẽ thoải mái đó. Thì con này rất là lanh, dù sao nó cũng là 300 phân khối. 300 phân khối thì đủ để mình chạy trong thành phố, đủ để vượt xe, đủ để giết Exciter. Đi cái này nhìn cái dáng mình nó đẹp lắm, nó thoải mái. Những chiếc Rebel này rất là thoải mái. Vàng ngầu á, xe thì nó hơi dài. Nó hơi dài đó, ngồi đẹp, ok lắm anh em. Đó, đó là những cái để cho anh em xem cho nó thực tế. Rồi những trường hợp mình đi trong thành phố mình còn thắng gấp thì có ABS hỗ trợ mình rồi, trang bị công nghệ tận răng luôn đó. Ôm cua thì ok, nhưng mà đối với những con này anh em mà đi tốc độ cao anh em ôm cua thì phải có cái thế của nó nha, chứ không phải là đi những con này là ôm cua giống như sự bọt đâu. Vỏ này bỏ điện thoại cũng rất là ok nè. Người ngồi sau đi xa cũng rất là ok, đi xa thì nó thoải mái. Dáng ngồi thì ơi hay như mấy anh bên Mỹ rồi đó. Đó, cố gắng quay trải nghiệm cho anh em xem. Tốc cũng đâu có thua xe nào đâu anh em. Nhưng mà nói cho anh em hiểu, một máy á thì anh em khi anh em tăng tốc á, nó sẽ rung, sẽ rung hơn. Nhưng mà một máy thì sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn cho anh em. Anh em muốn êm á, mà ở những cái số cao á thì chỉ có 2 máy 3 máy 4 máy thôi để sẽ cho anh em cái cảm giác là nó sẽ êm ái hơn. Còn một máy lúc nào nó cũng là có thể là hỗn ra đầu đó. Còn về đâm hậu thì nó sẽ rung, được cái này mất cái kia thôi. Rồi cảm ơn anh em xem clip nha. Về rồi bỏ thời gian ra quay clip cho anh em xem, cảm ơn anh em rất là nhiều. Clip thực tế luôn, clip cực kỳ thực tế. Rồi đổi xe. Đổi xe.